Đây là tiếng nói Lach Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 443 của bộ truyện Dạ Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Địa Cầu. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì... Um, nói chung câu chuyện xoay quanh nó là những cái... Uh, thời gian thấm thoát thôi qua trôi qua rồi những cái bằng hữu những cái người có ân với diệp hàm dần dần già rồi chết ờ, thì diệp hàm lúc này đang tìm cái con đường để có thể mà trường sinh để có thể giúp cho bằng, thân nhân bằng hữu các kiểu có thể sống lâu dài với hắn thì sau đó hắn với um, long mã với hát hoàng uh, đi ngao du đi um, đi lịch lãm các kiểu để tìm kiếm phương pháp chứ không có ngồi một chỗ nữa thì sau đó tìm được um, đến cái địa phương mà trước đây xảy ra trận trận đánh giữa hắc ám náo động đó. Lúc này ở đây có Hạ Cửu U là đệ tử của cái cửu U. Thì um, Diệp Hàm đã cho một cái niềm tin cho Hạ Cửu U này là nói là có thể cứu sống lại được um, cái cửu U. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ xin cảm ơn và cảm ơn. <laughs> Và người Diệp Hàm quay trở về thiên đình, Diệp Hàm tự tay lập một tòa thần miếu bắt độ phong thần. Đây là một loại hành động kinh người. Hắn dùng tên của thiên đế lập một ngôi miếu to lớn ở trong vũ trụ, lời nói vang động ù ù, truyền khắp các vực chấn động tinh hải. Một ngày này, hắn vô cùng trịnh trọng, tự mình chủ trì, phong cái cửu u làm thần. Cổ niệm lực thứ nhất cuồn cuộn rót vào thần miếu chính là thần niệm thiên đế của hắn, làm cho nơi đó kim quang mịt mù, chú ra một bảo thể cổ niệm lực thứ hai còn lại là chấp niệm tràn ngập bi ai của hạ cửu u tuy rằng không thể sánh với thượng niệm của thiên đế nhưng cũng rót vào trong đó vận hào quang thánh khiết âm một tiếng giờ khắc này trong thiên địa đánh xuống từng đạo tia chớp như là phải trừng phạt loại hành động nghịch thiên này bởi vì đây là một vị đại đế đang phong thần thực sự có thể sẽ thành công tặng đi dịp hàm phẫn nổ quát ánh mắt bột phát ra hai luồng lôi điện hừng hực chấn vỡ nát lôi kiếp quỷ diệt thiên phạt, tất cả đều chỉ trong một ý niệm mà hoàn thành. Loại sức mạnh vĩ đại này chứng nhiếp khắp nhân giới. Cửu u thần miếu to lớn mà tráng lệ, đứng sừng sững ở bên cạnh thiên đình vừa mới hiện ra, liền có hào quang tường hòa chiếu rọi đầy trời. Trong mơ hồ xuất hiện hư ảnh của bệnh lão nhân. Điều này quả thực là dọa khiếp rất nhiều người. Cường giả trên thế gian vô cùng kinh hãi. Mọi người biết Diệp Hàm tất nhiên đã vận dụng đại pháp vô thượng mới xây dựng ra cái tòa thần điện này chạm tới lĩnh vực cấm kỵ hầu tử bàn bác lý hát thủy đông phương giả lệ thiên yến nhất tịch hắc hoàng mọi người đều đến đây không kìm nổi mà thở dài tế bái một phen bởi vì bệnh lão nhân khi còn sống rất tốt với bọn họ mọi người bái lạy một ngày này các nơi vũ trụ rất nhiều cường giả cũng tới đây đều ngạc nhiên thán phục ở trên bài vị mờ ảo trong thần miếu mơ hồ thực sự có một thân ảnh đang ngồi xếp bằng. Loại thủ đoạn của dịp hàm này quả thực nghịch thiên. Rất nhiều cường giả thiên đình tế bái như vậy, làm cho cả tòa đại miếu lập tức kim quang vạn trượng, dẫn động các loại dị tượng thiên địa. Bởi vì bọn họ đều là cường giả, tự nhiên niệm lực cực kỳ cường đại. Có hữu dụng không vậy? Hồ tử nghi hoặc hỏi. Không biết nữa, có lẽ được. Dịp hàm nói. Kế thừa của máu thịt là kéo dài sinh mệnh, truyền lại của tín niệm không hẳn không phải là trường sinh của tinh thần đâu. Dịp Hàm tinh nghiên tín ngưỡng chi đạo, phục hồi như cũ các loại cổ pháp của A Di Đà Phật. Dấu ấn sinh mệnh của tổ tiên sống ở trong cơ thể hậu nhân mà cường giả mất đi từng được thế nhân truyền tụng, tín niệm của họ sống ở trong lòng chúng sinh, chỉ cần tỉnh lại, có lẽ có thể làm cho bọn họ trở về, tái tạo ra một cái cửu u. Đây là chỗ căn bản của Pháp mà Diệp Hàm đang thử nghiệm. Hạ Cửu U làm đại tế tự của miếu. Từ một ngày này bắt đầu truyền đạo khắp thiên hạ, hy vọng càng thêm nhiều người có thể nhớ tới công tích của Sư Tôn để có niệm lực vọt tới. Đương nhiên điều này cần hành động cụ thể và thực tế hơn. Nàng bắt đầu ngày đi làm trăm việc thiện, vạn việc thiện, sử dụng đại pháp lực của chính mình thường lui tới trong các đại thiên vực. Ở trong phàm trần, ở trong tu giới, ra tay trợ giúp người khác rồi sau đó phàm lỡ tinh thổ của thiên định có tòa thành lớn, đều thành lập thần miếu to lớn, phát triển khắp nơi, bởi vì phong thần chân chính cần tính ngưỡng lực khổng lồ. Ở trong thần miếu trung ương do dịp phạm tự tay thành lập, một giọt máu được phong ở trong thần tinh, có được một cổ dao động sinh mệnh cường đại, được đặt ở trên tay thần thể mông lung kia. Bằng vào thực lực của dịp phạm ngày nay, tự nhiên có thể dựa vào chân huyết này làm sống lại thân thể cái cửu u, nhưng đó cũng vẹn vẹn chỉ là thân thể mà thôi, không có tư duy tinh thần. Vì vậy hắn không làm. Cô phụ, cha ta mời ngài đi một chuyến. Một ngày này, cơ thành đạo tới đây. Tuy rằng gã cường đại không kém, dựng thân ở trong lĩnh vực chuẩn đế rồi, nhưng cũng có vài sợi tóc bạc. Di hàm gật đầu, bước ra một bước, liền mang theo gã trở về phía trước cổ tinh của cơ gia. Điều này làm cho cơ thành đạo hoảng sợ, đây là bản lĩnh của thiên đế sao? Gã cảm thấy chính mình đã có thể chiến với chí tung, nhưng so với dịp hàm thực sự còn kém quá xa. Nhiều năm qua đi, cơ hậu nguyệt tốc đã biến thành màu xám. Có thêm một loại uy nghiêm thật giống như một thần vương cái thế bể nghệ nhân dân. Ngày nay cơ gia huy hoàng cực hạn, chỉ có điểm không được hoàng mỹ chính là mất đi cơ tử nguyệt, khiến rất nhiều người cảm thương, rất tưởng niệm tới nàng. Tuy nhiên cũng bởi vậy mà làm cho cơ gia uy chấn vũ trụ. Bởi vì cơ tử Nguyệt Thành Tiên, nàng là huyết mạch của cơ gia, là hậu nhân của hư không đại đế, do vậy mà lưu lại vô tận truyền kỳ. Hư không kính đang phát sáng, có khi đỏ tươi sáng lạng như máu đang chảy cuồn cuộn vậy. Cơ hậu Nguyệt lấy ra nửa mặt tàn kính, mặt kính ảm đạm lúc này cũng không có dị tượng gì, như lắp kính một tầng rỉ sét vết tích loan lỗ ghi lại năm xưa tàn khốc, cùng với huy hoàng và công tích không thể không nói đây là một bảo kính truyền kỳ nhấm rất nhiều máu của chí tung có một phần trở thành năng lực của tiên kính cường đại hơn nhiều so với binh khí đế bình thường chỉ kém một cơ hội mà thôi đáng tiếc nó không có đợi được một khắc lục xác kia năm đó diệp hàm đã từng cầm theo kính này nghiên cứu cũng bởi vậy mà tiến vào phi tiên tinh đáng tiếc cuối cùng không có phát hiện dị thường của kính này sau đó hắn lại trả lại cho cơ gia không nghĩ thấy vật nhớ người trong lòng thương cảm. Đây là sau khi hắn trở thành thiên đế lần đầu tiên cầm lại kính này, lập tức cảm giác được một cổ dao động, một loại khí tức sinh mệnh thần kính không chết ở trong cô độc rên rỉ, đáng tiếc người thường không nghe được. Ta sẽ đút lại ngươi, ngươi có cái gì muốn nói cho ta biết hay không?" Diệp Hàm khẽ nói. Hắn triển khai pháp lực cái thế, vận chuyển đại thần thông lần đầu tiên thăm dò hư không kính. Xưa đâu bằng nay, ngày nay hắn dùng thân phận thiên đế có thể làm được rất nhiều chuyện quá khứ không đủ sức hành động. Âm một tiếng, Diệp Hàm mở ra một không gian mênh mông trong hư không kính. Đó là một vùng hư vô bị phong ấn, quá khứ không người nào có thể lây chuyển được, không thể mở ra. Chính là hư không kính tự mình cũng bất lực bởi vì nó bị phân nửa bị phế rồi. Giờ khác này hư không mênh mông mở rộng, nửa cổ huyết thi tàn phá rơi ra. Điều này làm cho trong lòng Diệp Hàm thêm đau thương. Mà cơ hạo nguyệt từ trước đến nay uy nghiêm, ổn trọng, lúc này lại không kiềm nổi thức thanh kêu to. Tiểu tổ! Cái gì? Là tiểu tổ sao? Cơ thành đạo cũng kêu lên, mọi người cơ gia đều chạy tới, đều bị kinh động, vô cùng kích động. Cơ tử! Diệp Hàm run rẩy, vương hai tay ôm lấy nửa cổ hải cốt này. Vào tay tất cả đều là máu, thân thể rách nát, nơi nơi đều là thương do chí tùng lưu lại. Đúng thật là cơ tử, dịp hàm trong lòng co thắt lại. Một trận chiến đó, hắn từng trơ mắt nhìn nửa mặt tàn kính kèm theo khối thân thể vỡ nát này bay đi. Về sao hắn từng tìm kiếm rất nhiều năm, đều không thể nhận ra. Hôm nay rốt cuộc hắn gặp được rồi. Hư không đại đế cuối cùng trước khi tiêu tán thì ấy nấy rời thân thể đứa con của mình rồi phong ứng hắn vào trong tàn kính để lại một đường hy vọng dịp hàm phỏng đoán ra chân tướng cơ tử ở trong bảo kính dựng dục ra thần niệm hẳn là ngồi xếp bằng trong hư giới bị một loại lực lượng thần bí vĩnh phong đây cũng là nguyên nhân tàn kính nhiều năm qua như vậy ngẫu nhiên phát sáng muốn vận chuyển tinh nguyên phong ứng cơ tử trên nửa tàn thi đâu vẫn còn ở dưới tình huống dịp hàm sót vào tinh huyết vô thượng rồi lại truyền đến một thi dao động mong manh cơ tử diệp phàm kêu to kích động đến run rẩy tiểu tử còn sống không vậy hắn thứ hại đã chết rồi nhưng vừa rồi lại giống như có một chút dao động linh thức ta nhất định phải cứu hắn sống lại diệp phàm nói xong ôm cơ tử như sấm sét nứt mở ra thiên địa trực tiếp về tới thiên đình một ngày này hắn bế quan không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy với đại pháp lực vô thượng nghịch thiên đoạt mệnh cho cơ tử Cơ tử ngươi nhất định phải sống lại Ba huynh đệ chúng ta còn phải uống nữa chứ Sao có thể thiếu ngươi được Hầu tử nghe tin chạy tới Gã là người khí phách cương liệt như vậy Mà gần như rơi lệ Nhớ lại chuyện cũ ở quá khứ Cùng với dịp phàm cơ tử Đại chiến với thiên hoàng tử Hoàng hư đạo với tám lộ thần tướng diệp phàm xuất quan Nâng thân thể tàn phế của cơ tử Lấy tới kỳ lưng bức tử dược trước kia hái để dành Không chút nào keo kiệt Toàn bộ luyện hóa vào trong cơ thể cơ tử hắn chính là cơ tử thúc thúc, thiệt đáng thương mà, Diệp phạm thúc thúc ngày nhất định phải cứu sống hắn. Tiểu thanh viên tính trẻ con, nói, khó có được một lần không có nhảy nhót lung tung, đại náo thiên cung. Cuối cùng Diệp phạm lại tự tay xây dựng một tòa thần miếu to lớn, đặt cơ tử vào trong đó, tiến hành phong thần. Đương nhiên lần này có hơi khác, chính là bán phong thần, bởi vì hắn cảm nhận được cơ tử không phải hoàn toàn tiêu vong. Một ngày này thiên đình nổi lên tiếng sấm ù ù, hào quang tượng hòa phá tan 33 tầng trời. Diệp Hàm dùng đại pháp lực vô thượng diễn biến, xây dựng ra tạo hóa thần đàn, hy vọng ngày sau có thể thức tỉnh lại cơ tử, để cho gã sống lại. Cùng trong một ngày này, trên A Di Đà Cổ Tinh, trước một điện thờ sớm rách nát một đầy cây cỏ rong rêu, một tòa tượng Phật bằng đá rắc một tiếng nứt ra. Trong lúc đó, một con kim sĩ đại bằng bằng đá ở trên đầu vai đại Phật bắt đầu phát sáng. Rồi sau đó biến thành màu vàng Dịp hàm tuân thủ hứa hẹn Đúc lại hư không kính Tu bổ thân nó Nhiều năm qua hắn đánh chết chí tung Bình định cấm địa sinh mệnh Đánh nát nhiều kiện cổ hoàng khí Mặc dù phần lớn đều trở thành phế liệu Thần tính mất hết Nhưng chung quy cũng lưu lại một bộ phận tiên liệu Hắn hao tốn thời gian mấy năm Quan sát hư không kính Lại nghiên cứu trận văn Cùng với thần linh còn sống sót lại trong kính này rốt cuộc dùng tiên liệu tu bổ hoàn hảo làm cho hư không kính tái hiện trả lại cho cơ gia chuyện này chấn động vũ trụ ai có thể nghĩ đến trong một trận chiến hắc ám náo động năm đó một vị anh kiệt khác còn lưu lại thân thể tàn phế có thể khôi phục sống lại chứ tiếp sau đó diệp hàm hiệu lệnh cho tu sĩ khắp vũ trụ tìm kiếm hằng vũ thần lưu vỡ nát mong cứu được trở về một vị anh kiệt khác đây là lần đầu tiên hắn hạ đạt thần dụ thiên đế bởi vì năm đó hắn từng chính mắt nhìn thấy hàng vũ lô vỡ nát làm bạn với khương thái hư áo trắng đi xa cũng giống như nửa mặt tàn kính này tán hư không khi xưa hắn nhìn thấy một màn đó từng có hoài nghi cảm thấy hai vị đại đế mượn dùng thân thể hậu nhân mà chiến có lẽ cuối cùng sẽ tìm cách giữ lại hậu đại lần này nhìn thấy nửa thân tàn của cơ tử chứng thực năm đó suy đoán trong đáy lòng của diệp phàm sao hắn có thể không kích động cho được chứ vì vậy liền hưng sư động chúng hiệu lệnh cho toàn vũ trụ đương nhiên điều này cũng không phải là bắt buộc hắn hứa hẹn chỉ cần có người phát hiện manh mối chân chính có giá trị sẽ tặng cho người đó một bộ đạo kinh đầy đủ không sức mẻ mà nếu thực sự có người có thể đưa tới hằng vũ lô vỡ nát dịp hàm long trọng hứa hẹn chỉ cần hắn còn sống sẽ bảo hộ bộ tộc này phồn thịnh thiên đế hứa hẹn hơn nữa là long trọng như vậy tự nhiên làm cho rất nhiều người động tâm khương gia nghe được tin toàn bộ đều xúc động Thần vương có hy vọng sống lại Sao không khiến bọn họ rung sợ chứ Tìm kiếm các nơi trong vũ trụ Khương Giật Phi, Khương Thái Huyên, Khương Đình Đình làm việc chính Quét khắp vũ trụ Hận không thể lập tức lật hết thiên địa này Tìm cho bằng được xác thần vương rơi xuống Sau đó không lâu có người đi tới cửa thiên đình Truyền đến tin tức kinh người Biết được hàng vũ thần lô ở phương nào đại lực ngưu ma tộc ở trong vũ trụ tuyệt đối xem như một chủng tộc cường đại mặc dù chưa từng xuất ra cổ hoàng nhưng cũng không có ai dám khinh thị ngày xưa sau một trận chiến lông trời lở đất ấy một nửa thần lưu vỡ nát bao quanh một mảng mưa máu rơi xuống trên cổ tinh bọn họ mặc dù là binh khí đế đã bị phá hủy cũng không phải thứ mà tinh tú bình thường có thể ngăn cản được tuy nhiên chỗ cổ tinh của tộc đó thực thần bí có một cái hang động người đi xuống chưa từng có người nào còn sống đi lên hằng Vũ Lô rơi lọt xuống đó. Sau đó tất cả cường giả trong tộc đều ra tay phung ứng hành động đó lại. Nhiều năm nay Diệp Hàm trở thành thiên đế, phát ra thiên đế lệnh cường thế như vậy, bọn họ rút cuộc trong do dự, cuối cùng qua nhiều lần thương nghị, tộc trưởng của họ tự mình đi tới thiên đình, báo cho biết tin tức này. Thiên đế xuất hành ai có thể ngăn cản, Diệp Hàm mang theo lão ngưu ma vương ngay lập tức buông xuống viên cổ tinh đó. Tiếp sau đó, hắn từng bước một đi tới trước hang động, nâng tay phá giải phong ứng phía dưới tối ôm sâu không lường được à, thì ra là như vậy khó trách có thể che đậy khí cơ diệp hàm thở dài vũ trụ mênh mông quá nhiên tràn ngập bí mật đây là một chỗ cấm địa sinh mệnh bỏ hoang trong đó có trận văn cấp cổ hoàng hơn nữa không chỉ một tòa hắn đi vào trong đó tìm được tàn lô nhuộm máu phát hiện nơi này hẳn là cấm địa sinh mệnh từ niên đại loạn cổ Đáng tiếc là mấy vị trí tung trong đó sớm đã chết già, hóa đạo mà chết cả rồi. Ngoại trừ đại đế, bất luận kẻ nào đi xuống nơi này đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đi không ra được năm lớp trận văn cấp hoàng. Dịp hàm khẩn trương mà mở ra hàng vũ lô. Quả nhiên ở trong đó phát hiện nửa thân tàn, đầu bạc như tuyết, khuôn mặt trẻ tuổi. Đúng là Khương thận Vương từng sống ra đời thứ hai. Thượng Dương! Dịp hàm rung giọng kêu gọi, thần vương có đại ân đối với hắn nếu không có người ấy vốn sẽ không có hắn hiện giờ thần vương một khúc ta tháng thế gian năm đó dùng thần huyết tẩy đạo đồ cho hắn bảo hộ hắn trưởng thành còn ở trên giao trị đại hội dùng tiếng đàn chứng nhíp vạn tộc quả nhiên là tao nhã tài hoa nhưng ngày nay lại chỉ còn nửa thương tàn lạnh như băng đầy vết máu làm trong lòng hắn xúc động mãnh liệt bạch y thần vương cả đời lông đông bị nhốt nhiều năm sau đó còn sống trở về Hồng Nhan thì lại chết ở trước mặt, từ đó đi xa khắp nơi hoang dã. Một người cô độc sống ra đời thứ hai, không có khoái hoạt, chỉ có bi thương. Chiến với cổ tộc, bình định hắc ám náo động, vì thế mà chết. Dịp hàm nâng nửa thân tàn nhuộm đầy máu của bạch y thần vương trở lại thiên đình. Một ngày này, bên cạnh thiên đình dựng lên tiếp một tòa thần miếu, to lớn mà bao la hùng vĩ. Dịp hàm lại phong ra một vị thái hư thần. Thượng dương trở về! hắn kêu gọi trong miệng chứa biết bao nhiêu cảm tình tu đạo đến nay tâm trí của diệp hàm còn vững chắc hơn so với sắt thép nhưng gần đây lại không ngừng bị kích động lớn cái cửu u cơ tử bạch y thượng vương từng là mối đau thương lớn trong lòng hắn ngày nay rốt cuộc nhìn thấy một tia ánh rạng đông bù lại ba tòa thần miếu to lớn đặt song song ngày đêm phát sáng tia niệm lực thứ nhất đều là dịp hàm tự mình tế lên ba tòa thần miếu được vương hào quang của thiên đế làm dịu tỏa sáng phá tan vòm trời. Sau đó Diệp Phạm chữa trị hằng vũ lô, tự tay giao cho Khương Dực Phi. Rồi sau đó hắn cũng lấy đạo kinh giao cho đại lực ngưu ma tộc, hứa hẹn sẽ thủ hộ bọn họ phùng thịnh. Với điều kiện tiên quyết là bản tộc không được phạm lỗi lầm lớn. Sau đó lại trôi qua mấy trăm năm. Ngoại trừ ba tòa phong thần đàn, ở bên cạnh còn có một tòa miếu nhỏ cùng với một túp liều. Miếu nhỏ là hoa hoa, những năm gần đây diệp hàm diễn biến phật môn tín ngưỡng thường thông cái thế bực này giúp cho gã được dẫn dắt lớn lập tức cung phụng chính mình ở trên thần đàn tiến hành thể ngộ phật môn không suy ngày nay tín ngưỡng như trước rất là thịnh vượng gã là nhân vật đỉnh cấp của các phật sớm uy chứng thiên hạ có thể nhận được vô số tín ngưỡng lực trừ gã ra trong túc liệu kia thỉnh thoảng cũng có hào quang lấp lánh nơi đó có một cái tế đàn mặt trên hắc hoàng ngồi xếp bằng không ngờ cũng là bảo tướng Trang Nghiêm. Hắc hoàng thực sự đã già đi không ít rồi, lớp lông bóng như tơ lụa hoàn toàn biến thành màu xám trắng, quan trọng nhất là nó không còn to lớn như con trâu nữa, mà ngày nay lại thu nhỏ thân thể, so với con chó bình thường không sai biệt lắm. Nó cũng bắt đầu nghiên cứu pháp trường sinh, đáng tiếc thu hoạch không lớn, nếu như tính ngưỡng lực có thể tẩy kiếp, nó đã sớm nhào lên giành chỗ của Hoa Hoa rồi. Đột nhiên một ngày này hoa hoa kêu to, mi tâm chảy đầy máu, ngửa đầu ngã xuống thần đàn, vả lại toàn thân đều phát ra Phật quan. Điều này làm cho hát hoàng vô cùng kinh hãi, cũng khiến bộ chúng thiên đình chấn động. Ngày nay hoa hoa là chuẩn đế rồi, thực lực cực kỳ cường đại, sao lại phát sinh loại biến cố này chứ? Dịp hàm, hầu tử đều bị kinh động trước tiên tới nơi. Đây là ở trước năm thiên môn, chẳng lẽ còn có người dám đến ám toán hoa hoa sao? hòa hòa giống như hóa đạo toàn thân đều là hào quang chiếu sáng khắp thập phương vô cùng thần thánh chỉ là mi tâm không ngừng chảy máu diệp hàm nâng gã dậy hơi tìm tòi một chút liền hiểu rõ sau đó đứng dậy nói ngay cả đệ tử của ta ngươi cũng dám đụng tới sao hắn đứng sừng sững ở trước nam thiên môn tay phải vạch một cái phá vỡ hư không tiếp đó dùng sức chụp một trảo cả a di đà cổ tinh đều u u lay động thiên đế, thiên đế tức giận rồi. trên a di đà cổ tinh tất cả sinh linh đều sợ rung cảm nhận được uy áp của đại đế. ai cũng rung sợ quỳ sát xuống. tuy nhiên cái loại tình huống này không có kéo dài bao lâu. thiên đế chụp bắt đi một tượng phật bằng đá từ nơi này biến mất. cái khe nước hư không khép kín lại. điều này làm cho mọi người hoảng sợ. đây là thủ đoạn của thiên đế sao? đứng ở trước nam thiên môn cách xa nhau vô số tinh hệ nhưng vừa ra tay liền tìm được nơi đây rồi. Trên tượng Phật bằng đá có một con kim sĩ đại bằng dương cánh đánh trời ra sức dễ dụa, nhưng không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của Diệp phàm. Nó không phải thực thể mà từ tính ngưỡng lực ngưng tụ mà thành, nhưng cực kỳ cường đại có thể ngạo thị chư thiên. Nó bất quốc tấn công. Người có quan hệ gì với Ai Di Đà Phật? Diệp phàm hỏi. Đây chính là người thủ hộ Phật Đà, từng xuất thế, từng là cậu của Thích Ca Mâu Ni, nó miệng tụng Phật âm cực kỳ kinh người, chuẩn đế bình thường cũng không là đối thủ của nó. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, nhất là bạn bác chân mày dựng thực thẳng. Gã là người địa cầu, tự nhiên nghĩ tới kim sĩ đại bằng vương trong truyền thuyết kia rồi. Vì sao dùng bí pháp đã thương đệ tử của ta? Vì phàm không giận mà oai, làm cho con kim sĩ đại bằng này đều sợ rung không còn dễ dụa. Dừng ở trong lòng bàn tay hắn, đáp. Ta đang tìm kiếm Phật tương lai, dịp hàm nhìn thoáng qua hoa hoa lập tức sáng tỏ năm đó khi ở trên tu di sơn Hắn đã đoán được hoa hoa có thể chính là phật tương lai trong miệng phật môn ta tìm được rồi kim sĩ đại bằng vương nhìn dịp hàm mang theo một loại kính sợ nói thiền đấy xin cho phép ta đưa phật trở về vị trí cũ dịp hàm không nói gì sau một lúc lâu hoa hoa tỉnh lại để cho chính gã lựa chọn trên tu di sơn có xá lợi tử của Phật Đà, nhưng đó cũng không phải thần vật chung cực làm cho người đó sống lại, có đạo quả khác mất đi, còn lại trên a di đà cổ tinh. Mất đi mấy chục vạn năm, chờ đợi tân sinh. Nó là thức niệm chân chính của Phật Đà ngày xưa, tinh luyện từ trong lòng chúng sinh, tích lũy từng chút từng chút một, ngưng tụ ở trong một tượng Phật bằng đá. Quá khứ, đạo quả mất đi từng chia ra làm ba, chủ thức tiến vào thức hải thích ca mâu ni, một phần phụ thức thì hóa vào trong cơ thể lão tăng tây mạc sau theo dịp hàm vượt bỉ ngạn nhập vào trong tiệm thức của hoa hoa có một bộ phận khác thủy chung ở bên trong tượng phật bằng đá trên a di đà cổ tinh ta thủy chung là ta không phải những người khác sau khi hoa hoa tỉnh lại thì kêu to gã lựa chọn con đường giống như thích ca mâu ni không làm a di đà phật chỉ làm chính mình Điệt, con người ở dưới chân chính ngươi là chính ngươi lựa chọn kim sĩ đại bằng bắt đầu thiêu đốt hóa thành ngọn lửa tín ngưỡng đốt chảy tượng phật bằng đá điểm điểm sáng trong tượng đá bay lên chìm sâu vào trong cơ thể của hoa hoa thế nhưng trong nháy mắt này hoa hoa lại run sợ phật đà đại từ đại bi không hề bắt buộc gã gã không thể quyết tâm cứng rắn từ bỏ phải lựa chọn dung hợp a à, di đà phật thẳng đến ngày hôm nay mới biết ta là ta khi màn ánh sáng tan mất hoa hoa bảo tướng trang nghiêm miệng tụng phật hiệu mọi người đều cả kinh chẳng lẽ a di đà phật thực đúng là sống lại hay sao thủ đoạn của phật môn không khỏi quá đáng sợ rồi sư phụ hoa hoa hướng về phía diệp hàm làm đại lễ người vẫn là hoa hoa sao hát hoàng hỏi a di đà phật sớm đã tọa hóa ở quá khứ rồi ta đương nhiên là hoa hoa chính là trong thức hải có thêm một ít kinh văn và do hiểu được thôi Hoa hoa chi tiết trả lời Trong lòng gã không đành lòng Muốn nhận tàn niệm linh thức kia Kết quả như trước là chính gã chiếm được thành toàn Thiện có thiện báo sao Nhân quả Phật môn dùng tới trên người chính mình Hát hoàng lẩm bẩm Rồi sau đó không một chút khách sáo nào Vừa cái móng gõ trên cái đầu trọc bóng lưỡng của hoa hoa Kêu len keng vang động Đấm lửa văng khắp nơi Kim sĩ đại bằng cũng không có biến mất Hóa thành một cây hàng ma sử đây là binh khí do tín ngưỡng lực luyện chế mà thành, rơi vào trong tay của Hoa Hoa. Vì sao ngươi về Thanh Dương thủ hộ ba tòa thần miếu này? Dịp Phạm nói, không có người nào thích hợp hơn so với bọn họ. Hoa Hoa ở trên con đường tín ngưỡng này hẳn lại thu hoạch thật là lớn, mà thiên sư Trương Thanh Dương cũng tin thâm như vậy. Hoa Hoa lập tức châu mày ủ dục. Thời gian trôi qua, một năm này Diệp Phạm đã năm trăm tuổi, những năm gần đây huyết khí của hắn lại càng tăng lên thủy chung thăng lên trong thông đạo điều này thực sự khiến người ta hoảng sợ mà trong thiên đình truyền đến tiếng đổ kiếp thành thế thực lớn bàn bác lộ ra sắc mặt vui mừng nói văn sương rốt cuộc bước ra một bước kia rồi mọi người đều lộ ra vẻ quái dị trương văn sương tuyệt đối là một đoá kỳ hoa trong thiên đình có thân hữu như là dịp hàm bàn bác như vậy nếu so sánh với nhau thật tương phản quá lớn mà gã tiến cảnh tu vi cực kỳ chậm mấy ngàn năm qua không ngừng bị một thế hệ lại một thế hệ tiểu bối vượt qua nhưng mà gã lại thủy chung đang tiến bộ đi tới trước từng bước đâu vào đấy cuối cùng chậm rãi chạy đi lên mỗi một lần gã đều là tới lúc sắp hao hết thọ nguyên mới có thể đột phá tiến vào cảnh giới cao hơn kéo dài sinh mệnh luôn làm cho trong lòng người ta nhảy dựng lần này cũng y như vậy thoạt nhìn đã sắp chết già rồi hơn 6.500 tuổi, rốt cuộc từ cảnh giới vương của thánh nhân đột phá cửa ải tiến vào trình tự cao hơn. Đừng nói lỡ thiên đình, chính là phóng mắt nhìn khắp cổ đại cũng không có bao nhiêu người dám làm như vậy. Người ta đều là tiến hành khi huyết khí phương cương, chỉ có gã chờ đến lúc răng đều sắp rụng cả đội mới đột phá, làm cho mọi người cực kỳ lo lắng, sợ gã chết đi trước thời hạn. Tuy nhiên Diệp Hàm đánh giá về gã thực sự rất cao, từng nói Trương Văn Sương không phải người đoán mệnh, thọ mệnh sẽ không ngắn hơn so với cao thủ tuyệt thế. Dân sư lại đột phá rồi, dựa theo lệ thường, hắn sẽ trở về thăm cố thủ một lần. Diệp tử nè, ngươi còn chưa quay về phải không vậy? Bạn bác hỏi. Lần này ta cùng trở về. Diệp Hàm nói. Vậy tốt quá rồi, lần này chúng ta cùng nhau trở về. Một viên tinh tú màu thủy lam ở ngay phía trước, xinh đẹp mà trong suốt, như là một viên ngọc xanh làm đẹp ở trong tinh không. Một ít hành tinh di chuyển trong vũ trụ thỉnh thoảng thường lui tới, như từng đạo cực quan xẹt qua, phi thường rực rỡ. Diệp Hàm đứng ở vực ngoại, lặng lặng nhìn xuống phía dưới. Ngày tháng thôi đưa, thời gian như tên bay, đã trôi qua hơn 6.000 năm rồi, giờ quay đầu nhìn lại chiếm được cái gì, mất đi cái gì. Những năm gần đây, hắn luôn ở chiến trường tinh không xa xôi. Đây là một đoạn năm tháng như thế nào? Bất kể là Trương Văn Sương hay bạn bác Đều không chỉ một lần trở về Trương Văn Sương sau mỗi lần đổ kiếp đều trở về Với hắn mà nói Đó là một lần tân sinh Phải về xem lại cố hương Mà bạn bác thì lại là mang theo hậu nhân của mình Để cho bọn họ biết được Phong thổ của cố hương Làm như lửa trình trọng yếu của một đời người Còn dịp hàm thì sao Quá khứ hắn có rất nhiều băn khoăn Những cựu địch của hắn kia quá cường đại Hắn sợ dẫn theo chiến hỏa tới đây luôn luôn cố kiềm chế xúc động và cảm tình muốn quay trở về cố hương của mình. Sau đó hắn vô địch trên trời dưới đất, xác nhận đã không còn băng khoăn này nữa. Nhưng theo thói quen cho tới ngày nay làm cho hắn như trước vẫn chưa nhích động. Thủy chung chưa từng quay lại, chờ cho tới ngày hôm nay. Bốn tỏa xuống trước, các người chậm rãi nhìn xem nha. Lông mã nói, nó đạp vó như một luồng điện quang nhảy vào tinh tú phía dưới. Bọn người dịp hàm cũng hạ xuống, lưu quang nhoáng một cái, xuất hiện ở trên đỉnh một ngọn núi, khí trời đầy linh khí, nhân loại phát triển, ngày nay môi trường địa cầu cải thiện rất lớn, đã thích hợp cho tu đạo hơn rồi. Đương nhiên điều này cũng có liên quan với 99 tòa Long Sơn bắt đầu tràn tinh khí ra phía ngoài. Đây là nguyên nhân căn bản. Ta đi trước. Trở lại địa cầu, Trương Văn Sương thực trầm mặt. Giả bề ngoài lúc này cũng đã rất già rồi. Lời nói không nhiều lắm, một mình rời đi, Năm đó khi tiến vào tinh không, thi tử đang mang thai trong người. Không thể ở bên cạnh của nàng lại tiếc nuối cả đời của gã. Sau lại biết thi tử gặp được một năm nhân tốt. Biết được chuyện này, gã chỉ có thể ở một bến bờ tinh không khác khóc lớn một hồi. Rồi sau đó yên lặng nhìn từ xa, chúc phúc. Trên địa cầu có rất nhiều cổ trận, hơn 6.000 năm qua đi mọi người đã biết khu mặt đất này còn rộng lớn hơn xa so với tưởng tượng của bọn hắn đã có thể dùng kỹ thuật khoa học và trừng một bộ phận núi rừng sông suối phủ đầy bụi lịch sử. Hiện ở trong này văn minh phát triển, không chỉ có khoa học kỹ thuật rực rỡ, cũng có tu sĩ thường lui tới nhân gian, sớm đã được thế nhân chấp nhận. Sư phụ, sư thúc! Khi dịp hàm, ban bác đi vào bồng lai thiên đảo ở hải ngoại, một lão nhân tóc bạc mặt mũi hồng hào, tiên phong đậu khúc bay tới, làm đại lễ chào hỏi đúng là chim nhất phàm đệ tử ký danh của dịp phàm ngày xưa sau hơn sáu ngàn năm qua đi gã đã thành tựu đại thánh rất nhiều năm tuy nhiên chung quy là không chống lại được năm tháng đã già nuôi như vậy rồi cùng so sánh dịp hàm vẫn trẻ tuổi như trước huyết khí tràn đầy như một thanh niên trên dưới hai mươi tuổi dường như năm tháng không có lưu lại một điểm dấu vết nào ở trên người hắn cả nơi này đã trở thành cơ sở của thiên đình ở địa cầu hòn đảo rất lớn như một đại lục tuy nhiên cũng không xuất hiện trước mắt Hồng Trần, khó có thể bị ngoại nhân tìm được. Rất nhiều đệ tử trong lại đều lộ ra ánh mắt quái dị, bởi vì hắn rất trẻ tuổi, mặt non nớt hơn xa so với tổ tiên chim nhất phàm của họ. Loại tương phản quá lớn này, quá mức quái dị. Các ngươi còn không lại đây đi, đây là tổ sư trần chính của các ngươi đó. Chim nhất phàm nói, bùng lai chấn động mạnh, vô số đệ tử tới đây, có tới mấy vạn người, ngày nay thiên đình trở thành kế thừa cường đại nhất trên địa cầu không thế lực nào sánh nổi bọn họ sớm biết được tổ sư ở trong vũ trụ đã thành đế được xưng là thiên đế vô địch chín tầng trời mười tầng đất chỉ là chưa bao giờ nhìn thấy qua cũng không nghĩ tới tổ sư trở về hôm nay dịp hàm đột nhiên buông xuống dẫn phát ra một hồi động đất các đệ tử lịch lãm ở bên ngoài biết được tin cũng đều trước tiên chạy về vô cùng kích động sư phụ! ngay sau đó hữu vi ngư ngạn tiểu ngư đôi thượng tiên quyến lữ trên bụng lai đảo này đang trong trạng thái bế quan trình tự sâu cũng thức tỉnh đi ra tham kiến bọn họ với chim nhất phàm đều là đệ tử ký danh của diệp phàm từ chất phi phàm từng đi tới tổng bộ thiên đình ở chỗ sâu trong tinh không mấy lần rồi đáng tiếc sư mũi hoàng thiên nữ đã tỏa hóa rồi hữu vi ngư than nhẹ con người có sinh lão bệnh tử tu sĩ cũng không thể ngoại lệ ngay cả là mấy người bọn họ chỉ sợ trong một ngàn năm sau cũng phải theo sau thôi khó có thể nghịch chuyển. hứa dịp tiểu muội muội nàng cũng ngạn tiểu ngư nhỏ giọng nói nàng biết đó là con gái của hồng nhan tri kỷ của sư phụ ở trên trần thế. ta à, biết rồi Dịp hàm than nhẹ nhiều năm trôi qua như vậy cố nhân hứa quỳnh không có khả năng còn sống ở nhân gian này sớm đã hóa thành nhím đức vàng rất nhiều năm rồi điều này là điều mà con người không đủ sức nghịch thiên được mà hứa diệp con gái của hứa quỳnh năm đó thanh xuân hoạt bát là tiểu ma nữ trong mắt tiểu tùng sau lại tuy rằng cũng đi lên con đường tu luyện nhưng hơn 6.000 năm qua đi cuối cùng cũng tọa hóa ở trên đảo này rồi hai ngàn năm trước khi tiểu tùng nhận được tin từng khóc lớn trong cuộc sống ở địa cầu của gã hứa diệp từng là bằng hữu tốt nhất của gã ngày nay tiểu tùng bị phong ấn không thể tới nơi này bằng không hơn phân nữa cũng phải thương cảm chuyện cũ hồng trần hết thể đều tiêu tán ở trong năm tháng bằng hữu thân nhân năm đó trên trần thế cũng không còn tồn tại dịp hàm chỉ có thở dài một tiếng bạn bác vỗ vỗ đầu vai dịp hàm không nói gì thêm gã đã trở về vài lần khi đi tìm hậu đại của cha mẹ và đại ca cũng rất thương cảm sư phụ mở đi bên này Chim Nhất Phạm nói, bọn họ đi vào một vùng nghĩa trang ở phía sau bồng lai tiên đảo. Nơi này có một tòa phần mẫu cổ, niên đại lâu dài, nhưng lúc nào cũng được người trồng hoa cỏ thơm ở chung quanh, động từng mảng gió tuyết. Đây là phần mộ của cha mẹ Diệp Phạm, được Chim Nhất Phạm di dời tới nơi đây. Bởi vì mấy ngàn năm qua đi, Thương hải tan điền, ở bên ngoài biến chuyển từng ngày, biến hóa quá lớn. Ta muốn một mình, yên lặng một chút. Diệp hàm nói với mọi người hắn sớm nghe nói từ lâu rồi phần mộ của cha mẹ ở đây ngay cả hắn cảnh giới cao thâm cũng trong lòng chua xót một trận hai mắt mơ hồ mọi người rút đi không có quấy rầy hắn dịp hàm một người ngồi ở trước mộ phần không ai có thể nghe được hắn nói nhỏ điều gì chỉ là nhìn bóng dáng hắn mà cảm thấy thật cô đơn qua một đêm như vậy hắn cũng không hề nhích động một lần nào thẳng đến buổi trưa hắn mới đứng dậy đi đến trước một mộ phần khác nhìn mặt trên có khắc hai chữ hứa diệp hắn không kìm nổi nhẹ nhàng chạm đến đứng thẳng thật lâu khi diệp hàm đi ra nghĩa trang mọi người không nhìn ra điều gì khác thường chỉ cảm thấy hắn thật cô đơn tuy nhiên thực ra cũng không có dao động cảm xúc bi thương kịch liệt như trong tưởng tượng của họ chỉ có bạn bác là hiểu được đoạn năm tháng hồng trường kia ở trong lòng diệp hàm đều quý báu hơn so với hết thảy nhưng chung quy là mất đi rồi không thể lấy lại được. Trong mấy ngày kế tiếp, Diệp Hàm giảng giải trình tự đại đạo hiểu được cao sâu cho mấy vị đệ tử, rồi sau đó rời đi. Hắn muốn đi lại các nơi từng đi. Lùng Hổ Sơn, Các Tạo Sơn, Trung Nam Sơn, Nga Mi Sơn to như vậy đều để lại dấu chân của Diệp Hàm. Đáng tiếc cả thế gian khó tìm một vị bạn cũ nào. Các trưởng môn năm đó đều tỏa hóa cũng không biết đã bao nhiêu năm rồi. Tê Nhật đạo nhân, thuyết trừng trưởng giáo cung lung, trưởng giáo tiên kiếm môn, sau lại đều đột phá tới thánh cảnh, nhưng cuối cùng đều cưới hạt lên Tây Thiên. Diệp Phạm đi vào trong hồng trừng, trung tâm thành thị, các tòa lầu cao chọc trời san sát nối tiếp nhau. Một tòa một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên, mà môi trường nhìn xa xa tuyệt đẹp. Lâm viên quy hoạch có trực tự, từng chiếc phi thuyền thỉnh thoảng xẹt qua bầu trời, luồng khói sau đuôi lấp lánh thành thị này sớm đã không phải nơi quen thuộc của hắn nữa rồi thay đổi rất lớn hắn đi ra vùng ngoại ô cũng không tìm được mấy mây nào của quá khứ cả dịp hàm đi qua mấy địa phương cũ bỗng nhiên dừng chân trong khu biệt thự u tỉnh xa xa có một đạo dao động quen thuộc bị nắm bắt được hắn liền đi tới phía trước là cô cửa phòng mở ra lộ ra một gương mặt xinh đẹp nhìn dịp hàm trên thảm cỏ trước cửa đây là một nữ nhân, tuy rằng dung nhan coi như trẻ tuổi, nhưng sợi tóc trên đầu đều đã sớm bạc trắng, kinh ngạc nhìn hắn. Sau đó chợt nhớ, nhoẻn miệng cười, nói Huynh cũng đã trở lại rồi. Nàng là Lâm Giai, là một trong những người năm đó cùng vượt qua tinh không tới bến bờ bên kia. Sau lại có cơ duyên bái làm môn hạ của lão nhân đúng củi. Khi đạo cung sắp nhập với thiên đình, nàng rời đi. Hồng nhang tóc bạc, trên thực tế, nếu nàng không có thực lực cường đại, dùng thần thông giữ lại dung nhan, hẳn là cũng đã già đi rồi. Lâm Dài mời dịp Hàm vào nhà, rót một ly trà xanh đặt trên mặt bàn mời hắn. Điều này làm cho hắn ngẩn ra, rơi vào trong nhớ lại thực lưu trước kia. Năm đó hắn thích nhấm nháp một ly trà xanh, ngồi phía trước cửa sổ xem các loại sách. Đó là một loại hưởng thụ. Nhiều năm trôi qua, hắn đã sắp quên đi cảm giác của năm xưa rồi cô thực hoài cựu mà vẫn còn ở lại thành thị trước kia rốt cuộc dịp hầm lên tiếng lát chú thích nha vì cái từ hoài cựu này đối với lát cũng lạ sau khi lát xem từ điển thì cái từ hoài cựu này ý nghĩa của nó là nói về cái việc nhớ tới luyến tiếc cái nơi xưa cũ rồi tiếp tục ta mệt mỏi rồi chỉ muốn bình thản vượt qua cuộc đời này một ít chuyện cũ tốt đẹp đáng giá nhớ lại ngày xưa Lâm Giai nói Một câu mệt mỏi của nàng đã nói ra tâm cảnh chân thực Chán ghét hết thể trong tinh khung Vì vậy trở về đi vào sinh sống bình thường trong thành thị này Lão nhân đúng củi có hai đệ tử Một người là Lâm Giai, người kia là Chu Nghị Bọn họ lựa chọn con đường bất đồng Chu Nghị không khuất phục, vẫn ngưỡng cao đầu hướng tới phía trước Sớm đã phá vỡ mà vào cảnh giới chuẩn đế rất nhiều năm Gã tinh nghiêng chu dịch bác quái Ngày nay thực lực sâu không lường được có uy danh hiểm hách trong tinh khung. Theo tổ chức đạo cung tiêu tan, gã không hề gia nhập thiên đình, mà lựa chọn con đường tranh đấu của chính mình, hy vọng có thể đứng trên hàng ngũ tuyệt đỉnh, đánh vào lĩnh vực đại đế. Nhưng hơn sáu ngàn năm qua, gã cũng già rồi, lúc này cũng ở trong tinh khung, nhìn về cố hương xa xa, sợi tóc trên đầu cũng sang lẫn vài sợi bạc trắng rồi. Không chỉ một mình ta trở về đâu, y y cũng mệt mỏi rồi, còn có Khải Đức nữa, Hắn thực ra người già nhưng tâm không già, trở thành quan minh thần ở thế giới phương Tây. Lâm dài mỉm cười, nói Mà lúc này Long Mã cũng đã đi bộ tới phương Tây, đang làm khách ở thần đình quang minh, nói ồn ào nhau nhau. Ta nói nè, hoàng mau ngươi cũng thật là được nha, tu di sơn chạy đi cũng được đi. Sau khi gia nhập thiên đỉnh lại trốn chạy nữa, hiện tại không ngờ chính mình lại làm thần côn. Ngươi thật đúng là muốn quyết tranh hơn thua với chúa trời trong miệng ngươi sao chứ. Lòng mã há miệng to nuốt rượu ừng ngực Ở chỗ sâu trong một tòa thần điện quang minh Trên hư không nâng cốc vui vẻ với Khải Đức Chung quanh Một ít thiên sứ vũ dực tộc hù hạ Tất cả đều hai mặt nhìn nhau Thực không biết đây là thần thánh phương nào Rồi lại khiến cho chủ thần của họ Tự mình tiếp khách Thấy thế nào đều như là một tên ma quỷ Trong khu biệt thự Lâm dai than nhẹ một tiếng Nói Ê... Hơn sáu 000 năm trôi qua rồi Không biết những người năm đó còn lại mấy người Diệp hàm hồi tưởng Ba mươi mấy người năm đó Tới hiện tại còn sống thực sự không nhiều lắm liền nói Trừ cô và ta ra Ngoài ra còn có Chu Nghị, Khải Đức Bạn Bác, Trương Tử Lăng Liễu Y Y, Trương Văn Xương, Dương Tử Văn, Lý Tiểu Mạng Lâm dài thở dài Sau đó bỗng nhiên nói Không bằng chúng ta tụ hội một lần như thế nào? ở ngay trên Thái Sơn. Ta thủy chung cảm thấy chính mình như đang ở trong giấc mộng vậy, thực sự là muốn tỉnh lại. Dì Phạm vương ra thần niệm mời đến bạn bác Trương Văn Sương, làm cho hai người đều trong lòng cảm thấy quái dị, nhưng cuối cùng cũng đều đồng ý với đề nghị của lâm giai này. Họ, chúng ta tìm tới mọi người từ trong tinh không sao? Trương Văn Sương nói, mấy ngày sau, trên đỉnh Thái Sơn, mặt trời mới mọc lên trời quang mây tạnh, thoạt nhìn giống như thiên cảnh. Thời gian đã cách gần 6.500 năm, mấy người giống nhau lại dựng thân ở nơi này. Bọn họ nhìn lên bầu trời như đang chờ đợi điều gì. Trong ánh bình minh, bọn họ cùng tồn tại, nhìn lên vùng trời xa xa, tất cả đều lộ ra thần sắc phức tạp. Những người tới đây thì Vương Tử Văn vốn đang ở thiên binh cổ tinh. Gã cũng giống như là liễu y y vậy, thiên phú tu luyện không tính là rất nghịch thiên, Ngày nay hai người này tóc bạc trắng xóa, lộ ra hết vẻ già lão đã tới cuối đời. Khải Đức thì thực đặc biệt, gã không phải chuẩn đế nhưng chạm tới tính ngưỡng lực, mỗi ngày đều được tẩm bổ, tuy rằng cũng già đi nhưng huyết khí cũng không tính suy yếu lắm. Nhiều năm qua Chu Nghị thực lực cực kỳ kinh người, uy chấn trong vũ trụ, có thể xưng là một tuấn kiệt thiên kiêu của thế hệ. Ánh mắt gã kiên định, tâm hướng đạo chưa từng dao động, Gã cùng với Lâm Giai tuy rằng là đồ để chung một sư phụ Nhưng mà lựa chọn cũng không giống nhau Gã muốn phấn đấu hướng tới phía trước Muốn trở thành cường giả vô thượng trong vũ trụ Đắc đạo nhìn thấy tiên Trong số những người này Trương Tử Lăng, Lý Tiểu Mạng Là tình trạng đặc thù nhất Ở trong trạng thái chết một nửa Vốn hai người đang ở dưới vực sâu cấm địa thái cổ Dịp hàm tới dẫn theo bọn họ đi ra Đường kim thế gian Chỉ có thiên đế mới có thể làm được Chỉ có hắn mới được nể mặt mũi như vậy bằng không bất luận kẻ nào xâm nhập nơi đó đều phải bị đánh chết. Chỉ có điều là hai người này rất đờ đẫn, chỉ có một chút thần thức sống lại. Diệp Hàm từng trao đổi với họ, hỏi có muốn trở về địa cầu không? Thực lực của hắn tới cảnh giới bực này không có gì không làm được, có thể làm cho bọn họ sống lại, bởi vì bọn họ cũng không phải thực sự chết đi. Hai người vẫn chưa lập tức đáp lại, thần thức có dao động, giống như đang trong do dự kịch liệt. Diệp Hàm, Lâm Giai, Vương Tử Văn, Chu Nghị, Lý Tiểu Mạn, Khải Đức, Bàn Bác, Trương Tử Lăng, Liễu Y Y, Trương Văn Sương. Tất cả 10 người, đây là một tổ hợp kỳ quái, đứng yên lặng trên đỉnh Thái Sơn. Vũ trụ mênh mông như vậy cũng không phải mỗi người đều ẩn cư ở địa cầu. Có thể đưa bọn họ tề tụ cũng chỉ có thiên đình mới có năng lực có thể tìm được, mới làm được loại chuyện này. Như trước là người của ngày xưa nhưng lại thiếu rất nhiều những người đó sẽ không còn gặp lại nữa. Năm xưa chính là từ nơi này khởi hành bay đi, bọn họ bước trên tinh không, có một đoạn cuộc sống khó có thể tưởng tượng. Đáng tiếc, kỳ tích cũng không phát sinh lần thứ hai. Bọn họ cũng không có đợi được gì, cũng không có khả năng chờ đợi mãi mãi. Điều này bọn họ sớm đã có chuẩn bị tâm lý rồi, lần này cũng chỉ là một lần tụ hội mà thôi. Thời gian đã cách 6.500 năm mới tập trung, điều này thực sự rất kỳ diệu. Lâm dài nở nụ cười nhưng lại có nước mắt rơi xuống, nói Đời người chúng chính là một giấc mộng lớn mà, ta cần gì phải chấp nhất chứ, quý trọng và hưởng thụ mỗi một ngày, hy vọng mỗi người chúng ta đều vui vẻ hạnh phúc ở cảnh trong mơ. Nàng mỉm cười rơi lệ, đi tới ôm chầm từng người, làm cáo biệt lần cuối cùng, bởi vì ai nấy đều biết lần này từ biệt về sau rất khó gặp lại ta cùng ngươi cùng nhau đi cho hết đoạn đường cuối cùng ở cảnh trong mơ đi. Liễu Y Y nói, cũng không phải mỗi người đều lựa chọn trở lại địa cầu. Bọn họ kẻ trời nam người đất bắc, ở chỗ khác nhau trong vũ trụ, đều có giấc mộng riêng của chính mình. Ở trên đường, giấc mộng của ta còn đang tiếp tục, ta muốn phấn đấu đến cùng. Chu Nghị nói, chưa bao giờ kiên định giống như hiện tại. Tới hiện tại ta đã không có chí hướng gì cao xa nữa rồi, ở trên thiên binh cổ tinh ta cùng với con cháu hậu nhân sinh sống cùng nhau đã rất thỏa mãn rồi vương tử văn bình thản nói mọi người đều biết gã lựa chọn rất tốt tất nhiên rất vui vẻ hạnh phúc nhưng thực sự đi tới từng bước này thực lực cao thâm lại có người nào thực sự có thể buông bỏ chứ khải đức nói ở tâm nguyện của cuộc đời ta là đi tìm tới thượng đế nói chuyện lý tưởng nhân sinh để hỏi một chút thử coi Vì sao ông ta lại quăng tay vào trong tên không chứ Ở trên tu di sơn ăn chay nhiều năm như vậy Ta thật sự là rất giận đó Nhưng mà tới sau khi ta chính mình trở thành quang minh thần Ta cảm thấy cuộc đời này không còn có hy vọng nữa rồi Ai, Năm tháng mà Cách một thời gian giữa chúng ta Hẳn là nên có một lần gặp mặt vĩ đại mà Dịp hàm không nói lời nào Hai tay bắt đầu múa động Diễn biến đại thần thông vô thượng Hắn truy tìm nguồn gốc muốn tìm xem trên thái sơn này đến tục cùng có chuyện gì. Bởi vì hắn không cam lòng phải tìm tội nghiên cứu cho rõ chân tướng của chính con rồng kéo quan tài. Không có núi nào lớn hơn, không có lịch sử nào cổ xưa hơn. Đây là Thái Sơn, là cổ nhân đánh giá chân thực nhất vì đó, thần bí vô tận. Ở cổ đại được xem là nơi vạn vật mới sinh. Dịp phạm hai tay hóa thành màu vàng mờ nhạt, tiếng sấm ù ù như là vô số quỷ thần ở phụ cận xé rách hư không giúp hắn thăm dò cổ kim bạn bác biến sắc biết diệp hàm vận dụng toàn bộ lực lượng thi triển thủ đoạn cấm kỵ hôm nay hắn đã là thiên đế cũng không biết bao nhiêu năm chưa từng toàn lực ra tay lần này thực sự là kinh người thiên địa lúc này đều như là bị đảo ngược rồi sau đó trên thái sơn xuất hiện một số cổ nhân bọn họ xây dựng tế đàn tế trời vô cùng thần thánh tiếng hiến tế vang lên to lớn tuyên truyền giác ngộ làm cho mọi người dường như sắp ngộ đạo phải lạy phục xuống dập đầu hướng lên trời diệp hàm đây là đang dùng thủ đoạn cấm kỵ xỏ xuyên qua cổ kim truy tìm căn nguyên hy vọng tìm một giải thích rõ ràng đến cùng các thánh hiền trên dòng lịch sử từng người xuất hiện tất cả đều đứng ở trên thái sơn rất nhiều người đi lên trời tiến vào tinh môn bước vào trong vũ trụ 72 đế vương thượng cổ tự nhiên không phải đại đế chân chính mà chỉ là một cái danh hiệu mà thôi Diệp hầm nhìn thấy được từng người Tiếng vàng càng thêm kinh người Cuối cùng đi ngược tới niên đại cực kỳ cổ xưa Bỗng nhiên bị một thân ảnh ngăn chặn Khó có thể nhìn xuyên qua quá khứ Đó là một vị đại đế Rất mơ hồ nhìn không rõ Nhưng chẳng ở nơi đó Khó có thể xuyên thấu mà qua Thì triển cái loại bí thuật này Chỉ sợ gặp gỡ đại đế và cổ hoàng Bọn họ quá mức cường đại có thể làm tan biến các loại dấu vết ở năm đó, bị bọn họ ngăn cản ở nơi đó không thể tiếp tục ngược dòng. Dịp phạm nhíu mày, loại bí thuật trong phệ đà kinh này đã vô dụng rồi, lập tức mi tâm hắn phát sáng. Thì triển ra bí thuật cấm kỵ trong thiên đế kinh do chính mình khai sáng, thường lôi ù ù, lôi điện hừng hực lấp lánh. Cuối cùng hắn xuyên thủng người kia, thiên đế thần thông cái thế, tiếp tục ngược dòng căn nguyên trên Thái Sơn, hy vọng nhìn thấy tất cả chuyện phát sinh ở quá khứ. Hắn từ thời đại hoang cổ đi ngược hướng thời thái cổ, kết quả lại rơi vào ngăn cản. Hơn nữa trước sau là mấy thân ảnh, cuối cùng thực gian nan xuyên thủng qua. Trong quá trình này, vài lần hắn nhìn thấy chính con rồng kéo quan tài quay về Thái Sơn, mà mỗi một lần đều làm cho Diệp Phạm rất gian nan Nó cũng là cửa ải khó khăn ngăn cản hắn thăm dò. Tuy nhiên vài lần đó, quan tài đồng thao cũng không có mang đi người nào. Cuối cùng tới thời đại thần thoại, lần này lực ngăn cản còn lớn hơn nữa. Khói miệng dịp hàm tràn ra máu tươi. Bạn bác và Trương Văn Sương hoảng sợ. Bọn họ biết rằng đây là dịp hàm đang nghịch thiên, thi triển loại bí thuật không nên tồn tại ở thế gian này, làm cho chính mình phải đều bị thương. Không có người nào có thể không ngừng ngao du ở trong dòng chảy thời gian, nhưng dịp hàm lại đi ngược chiều mà lên. Thiên địa không cho phép, người khác ngược dòng một đoạn năm tháng cũng được đi, nhưng hắn lại đi ngược dòng trở về thời đại thần thoại đế tung là hắn sao lần này khi hư ảnh xuất hiện mọi người nhìn thấy trên đầu của hư ảnh này có một cái đỉnh giống nhau như đúc với cái đỉnh đồng xanh kia diệp hàm phun ra một ngụm máu lớn lại bị thương nhưng vẫn chưa ngừng đó chung quy là một hư ảnh mà thôi mặc dù ở trong dòng chảy thời gian ngăn chặn cấm thuật của hắn khó có thể thăm dò nhưng mà cũng không phải chân thân cuối cùng cũng bị xuyên thủng. Đi ngược chiều mà lên, dòng chảy thời gian dường như bị làm tan rã, Diệp Hàm ngược dòng tới cuối thời đại thần thoại, nhưng như trước không thể nhận ra được cái gì. Vả lại, đúng lúc này một tấm chắn xuất hiện, khó có thể vượt qua, không thể tiếp tục ngược thời gian mà lên nữa. Sức người có lúc tận cùng, ngay cả Diệp Hàm là thiên đế thực lực cái thế, nhưng cũng không có khả năng hoàn toàn thông suốt năm tháng. Tuy nhiên hắn không nản lòng, vẫn như trước dùng hết sức cố gắng. Mở cho ta! Diệp Phạm hét lớn, không ngừng ho ra máu, thân thể lung lay sắp ngã. Cuối cùng âm một tiếng, rồi lại đánh nát tấm trắng kia, đánh vào bên trong một thời đại. Năm tháng thời loạn cổ. Tiếp theo sau hắn thấy được một người, đứng ở trên đỉnh Thái Sơn, trên trời dưới đất chỉ có ta độc tôn. Khí thế này khó có thể nói nên lời, ở thời điểm đó, Thái Sơn không phải cái dạng này, mà rất bao la hùng vĩ. Mặt trời trăng sao so với nó đều thật nhỏ bé. Nó treo ở trong vũ trụ, không có bất cứ tinh tú nào phía trên nó cả. Tiếp sau đó, hắn nhìn thấy người kia cắt đứt Thái Sơn, một bộ phận to lớn nhất lơ lửng trên trời cao, u u vang động. Là nó. Diệp Phạm ánh mắt trầm tĩnh, trong đôi mắt màu vàng lau ra chùm tia sáng. Không ngờ đó là thượng thương, là chủ thể bị cắt đứt chính đường lông mạch mênh mông nối tiếp với một hòn đảo có dạng quan tài thái sơn ngày nay là phần bị vứt bỏ còn lại sau đó diệp hàm thấy được người kia tự tán mình vào một cổ quan tài động thao chính con rồng là lực kéo quan tài di chuyển bay vào tán thiên đảo cuối cùng thượng thương đi xa tiến vào trong vũ trụ là người của năm tháng loạn cổ diệp hàm thua đi bí thuật trong cơ thể u u vang động thương thể bình phục khóe miệng không còn chảy máu nữa. Đã bao nhiêu năm rồi, không ngờ hắn lại bị thương, coi như là một kỳ tích thôn nhỏ. Nếu như truyền tới trong vũ trụ, tất nhiên sẽ dẫn phát chấn động lớn. Chẳng lẽ đó là thiên đế chân chính kia? Bạn bác châu mày, hiểu biết càng nhiều, nỗi lòng càng rối loạn. Có người cho rằng ở thời đại thần thoại khi đế tung khai sáng thiên đình cổ, cũng là nôi theo cổ nhân, có cổ hoàng cho rằng ở niên đại không biết xa xưa kia từng có một thiên triều hùng vĩ là do chủ nhân của hoàng tháp sáng lập gã là thiên đế chân chính mà tên của đế tôn cũng là mượn một chữ trong thiên đế đây là một vùng luân hồi sau chính con rồng kéo quan tài bắt đầu ở thái sơn quê về thái sơn chúng ta từ nơi này khởi hành bay đi diệp phàm tử nói là thiên đế đang luân hồi sao chu nghị đột nhiên lên tiếng không có người luân hồi chỉ có chuyện xưa luôn hồi mà thôi. Dịp Phạm bình tĩnh lên tiếng, lại nói tiếp. Tú bản cầu nguyên, hết thể đều là vì tìm tiên. Tất cả đại biến của giới tu sĩ xưa nay là vì tiên mà dựng lên. Mấy ngày sau, Trương Tử Lăng bị dịp Phạm cứu tỉnh lại, linh thức toàn bộ hồi phục, rất là kích động, rất là cảm khái. Theo Trương Văn Sương đi thiên đình, Lý Tiểu Mạng thì lựa chọn tiếp bước đi về vượt sâu cấm địa Thái Cổ, không có quay đầu lại. Một lần quay đầu lại, 6.500 năm, chuyện cũ theo gió ra đi. Thái Sơn tụ tập một lần này, từ nay về sau chia tay, có một số người sẽ là vĩnh viễn. Chuyện hồng trần đã xong, dịp hàm đi nhanh đi trước, cuộc đời này sẽ không còn bị chuyện trên địa cầu vướng víu và ảnh hưởng nữa. Hắn vẫn chưa lập tức rời đi, cùng với bạn bác và Long Mã đi tới thành thiên địa ở trung tâm cung lung. Hết tập 443 của Bộ truyện Già dạ Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lachado nha.